Trong 7 tháng đầu năm 2022, nước ta ghi nhận hơn 9 triệu ca mắc COVID-19. Đặc biệt trong tuần qua, Việt Nam vẫn có tên trong danh sách 4 nước trên thế giới có số ca mắc COVID-19 mới cao nhất và các biến thể phụ như BA4, BA5 đang dần chiếm ưu thế. Với cái việc xuất hiện các biến chủng mới thì bao giờ cũng thế, nó cũng sẽ ưu thế hơn các chủng cũ. Chính vì vậy cho nên để mà phòng tránh một cách tích cực không có một cách nào khác ngoài cái việc là tự mỗi người sẽ phải bảo vệ bản thân mình thông qua các biện pháp là cá nhân cộng với cả vaccine. Các bệnh truyền nhiễm thì là thông thường là bị một lần, nhưng mà riêng COVID thì bị có thể rất là nhiều lần. Để và hiệu lực của vaccine trong tình huống khẩn cấp thì nó không được bền vững như các vaccine khác tiêm chủng thường xuyên. Đó là cái lý do mà mình cần phải tiêm nhắc lại để củng cố cái miễn dịch. Tổ chức Y tế Thế giới vẫn cảnh báo dịch COVID-19 là đại dịch toàn cầu và hiện tại chưa có quốc gia nào chính thức công bố COVID-19 là bệnh lưu hành. Một số nước thì dịch nó đang bùng lên, như là châu Âu chẳng hạn. Và tôi cho rằng là nếu không kiểm soát tốt thì dịch nó tiếp tục lây lan mạnh, làm cho không những là cái số ca mắc tăng lên có thể gây quá tải hệ thống y tế mà chúng ta không kiểm soát được. Nhưng mà cái nguy hiểm hơn là nó xâm nhập vào những cái người già, người mắc bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, thì người chưa tiêm vaccine. Do vậy, chúng ta cần luôn cảnh giác với các biến thể mới của virus, chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Bộ Y tế đề nghị tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa việc hoàn thành tiêm mũi 3, mũi 4, tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.